tinh chuyên bẩn cáo thảy tiêu trừ, vũ sạch trần duyên liền thanh tịnh. Thuở nọ, tại thành Dương Xá, có một thương gia giàu có nhưng chỉ sanh được một cô con gái xinh đẹp nên ông bà rất nuông chiều. Đến tuổi trưởng thành, sợ ông bướm dập dìu, động đến cành vàng lá ngọc, cha mẹ bắt cô ở trên tầng thứ bảy của một biệt thự lộng lẫy và được hầu hạ cẩn trọng bởi một gã nô lệ đứng tuổi. Lúc đầu, chủ tớ phân minh nói năng bực thước, nhưng rồi lửa lòng của cô cứ mỗi ngày một thêm rạo rực trước tấm thân rám nắng chắc nịch của gã nô lệ. Hai bên liếc mắt đưa tình, gian díu dụng trộm và dần dần đi đến say đắm lúc nào không hay. Sợ sự việc dở lỡ, nàng khuyên chàng: "Chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa. Nếu thiên hạ đạm tiếu và cha mẹ biết được chuyện này thì em sẽ bị tan xương nát thịt. Tốt hơn là chúng mình nên đi nơi khác sinh sống đi anh nha." Cả hai thu xếp một ít đồ đạc cần thiết rồi vội vã ra khỏi nhà. Đi được một đoạn, chàng hỏi: "Đi đâu bây giờ hả em?" "Đi đâu cũng được á, miễn là không ai biết hay rêu rao dòm ngó gì đến chúng mình." Họ cùng nhau tay xách nách mang, dắt díu đùm túm đến một ngôi làng xa xôi hẻo lánh và định cư ở đó. 9 tháng trôi qua, gần đến ngày sinh nở, nàng nói: "Nếu em sanh con nơi đây thì chúng mình chắc phải khổ lắm. Chi bằng đưa em về quê cũ, có cha, có mẹ, có bà con quyến thuộc thì hơn." "Em muốn anh bị treo cổ hả? Một liều 37 cũng liều, đã đốn thì giác, con anh nuôi, khổ cách nào anh cũng không ngán. Miễn sao á, em sanh cho anh một thằng cu tèo." "Không được đâu anh, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Xin anh thương em nha." Nói gì thì nói, chàng cũng không nghe. Cuối cùng nàng tự nghĩ: "Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây." Và thừa lúc chàng vắng nhà, nàng bụng mang dạ chữa, một mình một bóng lủi thủi lên đường trở về quê mẹ. Về tới nhà không thấy vợ, chàng cắm đầu cắm cổ chạy theo và bắt kịp nàng giữa đường. Ngay lúc đó nàng chuyển dạ và sanh được một hài nhi. Chàng sung sướng nhảy cân cân, hỏi: "Trai hay gái vậy em? Là trai hay gái vậy?" Nàng thều thào nói: "Con trai. Em mệt quá, cho em miếng nước." "Nước đâu giữa đường em ơi, ráng một chút nữa đi em." Chàng vừa thương vợ thương con, vừa loay hoay cuốn quýt không biết phải làm gì. Cuối cùng chàng quyết định bế vợ con trở lại nhà. Về tới nhà, chàng đặt nàng trên một tấm phản, sung sướng nói: cảm ơn em, trời đã cho ta cụ quý. Con sanh giữa đường thì đặt tên rớt, cu rớt, em chịu không?" Nàng mỉm cười và liếc nhìn chồng bằng cái nhìn yêu thương trìu mến. Vài năm sau, nàng thọ thai và cũng sanh được một bé trai giữa đường. Họ vui mừng và cũng đặt tên cho con là Rớt, Rớt Anh, Rớt Em. Đến khi biết nhận định đôi chút, nghe bọn trẻ khoe khoang về ông bà dòng tộc của chúng, Rớt Anh Rớt Em cũng thắc mắc hoài với mẹ về họ hàng thân thích của mình. Lòng tự hào nổi dậy, hai vợ chồng quyết định đưa con về Dương Xá để gặp ông bà, những thương gia cử phú, gian danh nhất dùng. Được tin con gái đưa chồng con về nương nhờ cha mẹ, ông bà thương gia vừa mừng vừa tức vừa xót thương cho cảnh cơ hàng khốn khổ của con. Nhưng vì danh dự gia phong, họ chỉ nhận nuôi hai cháu, còn cha mẹ chúng thì được cho tiền của và phải đi nơi khác sinh sống. Rất anh tranh lợi, khôi ngô, thường được ông nội dẫn đến chùa nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Dần dần rất anh mến tăng, kính Phật, cuối cùng cậu xin xuất gia và tất nhiên là được ông nội sung sướng cho phép lên đường theo Đức Thế Tôn. Rất anh được một trưởng lão hướng dẫn tu tập thiền định và học hỏi kinh văn trước khi gia nhập giáo hội. Cậu thiếu niên thông minh sắc sảo, cần mẫn chuyên tâm học đâu nhớ đó.
cậu được các bậc trưởng lão và Đức Thế Tôn quan tâm yêu mến, cho nhập tăng đoàn, thọ giới quy y. Và sau một thời gian tinh chuyên nỗ lực, cậu chứng quả A-la-hán, cảm nghiệm được niềm hỷ lạc siêu thoát. Thầy nghĩ nếu rớt em tinh tấn tu học thì sẽ cũng được như vậy. Thầy về nhà thưa nội cho phép rớt em theo thầy vào đạo, làm đệ tử Phật. Rớt em được Đức Thế Tôn thọ ký và được thượng tọa rất anh giáo dục. Khốn nổi, rớt em căn trí chậm lục, học trước quên sau, nói đâu quên đó. 4 tháng trôi qua mà không thuộc nổi một bài kệ 4 câu. Thượng tọa rất anh thấy vậy quyết định: thôi, cậu nên ra về. Hình như cậu không có căn cốt tu hành, chậm lục như vậy làm sao đạt đến thánh quả. Hãy ra khỏi chùa ngay. Rất em quỳ lạy anh 3 lạy, mếu máo khóc cho thân phận u trễ của mình. Bấy giờ có thí chủ Rivaka Komarabaka đem hương hoa đến chùa lễ Phật cúng dường và thỉnh đại chúng trưa mai đến nhà thọ trai. Đức Phật chấp thuận, thượng tọa Rất Anh với tư cách là quản chúng thông báo cho 500 tỳ kheo ngày mai đi trai tăng, trừ Rất Em. Được tin bị lọt sổ, Rất Em đau buồn thầm nghĩ: vì ngu si đần độn nên phải chịu cảnh thấp hèn, cốt nhục ly cách. Thôi thì tép tôm theo phận tép tôm, về thì về, biết đâu về nhà mình lại được an lạc và làm nhiều việc phước thiện hơn. Thọ hưởng tứ sự cúng dường của thập phương bá tánh mà tu hành chiếu lệ, học tập lai ra thì chỉ có đọa. Sáng sớm hôm sau, Rất Em đảnh lễ thượng tọa Rất Anh 3 lạy rồi thõng tay lủi thủi ra về trong niềm cảm xúc nghẹn ngào buồn tủi. Vừa tới cổng chính, Rất Em gặp ngay Đức Thế Tôn. Cậu liền chắp tay quỳ xuống với 2 giọt nước mắt rưng rưng. Đức Thế Tôn ôn tồn hỏi: con đi đâu sớm vậy? Rốt em méo máu thưa: bạch Thế Tôn, con không được ở chùa nữa. Con ngu quá nên thượng tọa đuổi con. Về hay ở là do thầy, chứ đâu phải do thượng tọa của con. Sao con không đến nói cho thầy biết? Đoạn Đức Thế Tôn đưa tay xoa đầu Rất Em và dắt cậu về tỉnh xá. Sau đó Ngài đưa cho cậu 1 tấm vải trắng tinh, dạy rằng: con hãy ngồi đây, mặt quay về hướng đông, dùng tay vuốt tấm vải này và nói: tẩy trừ cấu quế, tẩy trừ cấu quế. Rất Em theo lời Phật dạy, ngồi xoay mặt về phương đông, 2 tay vuốt vuốt tấm vải, nói: tẩy trừ cấu quế, tẩy trừ cấu quế. Và sau một lúc làm như vậy thì cậu thấy tấm vải bị quen ố, cậu liền bừng sáng nghĩ rằng: trước đây tấm vải trắng tinh, sau khi tay ta chà vuốt một hồi thì nó trở nên quen ố. Cấu quế từ trong thân tâm này mà ra, không phải từ ngoài vào. Vậy thì mọi thứ hiện hữu trên đời cũng vậy, vô thường, biến hoại. Rất Em ngụ lý duyên sanh và phát huy thiền quán đến cội nguồn căn để của vạn pháp. Và thế cơ duyên đã đến, Đức Thế Tôn đến ngồi trước mặt Rất Em, nói: Rất Em, đừng nghĩ rằng chỉ có tấm vải này bị quen ố bất tịnh, hãy thanh tẩy chúng. Con biết đó, tham dục là cấu quế, hận thù là cấu quế, si mê là cấu quế. Đức Thế Tôn vừa dứt lời thì Rất Em liền chứng quả A-la-hán, sung mãn thần thông diệu lực và thông đạt tam tạng giáo điển. Trưa hôm sau, khi Rivaka Komarabaka dâng nước cho Đức Thế Tôn, Ngài đưa tay che bát, nói: Rivaka, ở tu viện không còn ai nữa sao? Thượng tọa Rốt Anh danh nhẫu đáp: bạch Thế Tôn, không còn thầy nào nữa à? Nhưng còn đó, Rivaka. Thế là Rivaka cho người đến tu viện và Rất Em được mời đến nhà thí chủ. Thọ trai xong, Đức Thế Tôn bảo Rất Em thay mặt đại chúng có đôi lời hồi hướng công đức. Như một chú sư tử con
với những biểu hiện thần thông kỳ lạ. Rất em cất lên những lời hùng tráng, linh hoạt, xảo diệu và hoàn toàn phù hợp với giáo pháp. Mọi người chắp tay im lặng và thán phục khôn cùng. Tối hôm đó, sau giờ hành thiền mà đại chúng vẫn còn ngồi trong chánh điện, họ bàn tán và không ngớt lời ca ngợi thành quả siêu việt của rớt em. Thấy vậy, Đức Thế Tôn vào hỏi: "Quý thầy có gì mà thảo luận vui vậy?" Bạch Thế Tôn, hôm trước bài kệ bốn câu không thuộc, hôm sau biện tài vô ngại, diệu lực thần thông, đúng là niệm trước mê tức chúng sanh, niệm sau ngộ tất Phật. Đức Thế Tôn nói: "Hay thay, hay thay. Này các thầy tỳ kheo, thầy nào nỗ lực tu hành, toàn tâm toàn ý với chánh pháp thì sớm muộn gì cũng đạt đến thánh quả." Ngài đọc kệ: "Nhờ nhiệt tâm cố gắng, tự chế sống nghiêm trang, người trí xây hoàn đảo, nước lục khó ngập tràn." Đại chúng hoan hỷ đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi sư đệ cùng lui về hậu thất.